Quý vị các bạn thân mến, như thường lệ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Rạng Ngời Trang Sử Việt để cùng tìm hiểu những câu chuyện lịch sử với nhiều vị anh hùng đã làm rạng rỡ giống nòi dân tộc. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ ngược dòng thời gian trở về thế kỷ thứ 6 để cùng tìm hiểu câu chuyện của người anh hùng đã có công đánh đuổi giặc Lương, cởi ách nô lệ cho dân tộc ta. Chương trình Rạng Ngời Trang Sử Việt, chương trình nhận được sự cố vấn của nhiều nhà sử học và nhà văn hóa học Việt Nam. Sao hôm nay chăm chỉ đột xuất vậy ta? Đang tìm hiểu gì đó? Em nói cho anh hai biết nha. Em được cô giáo phân công á, làm bộ học sinh bồi dưỡng môn lịch sử á. Trời, giỏi vậy ta. Bây giờ hai em sẽ đọc thiệt là nhiều sách sử vô rồi em sẽ giật giải cho anh hai coi. Ôi, mà nè, học xong là học, mà lại cắm đầu vô máy tính vậy? Em học thiệt chứ bộ. Cô phân công về nè, toàn là mấy câu lịch sử khó không à, rồi bắt em phải tự tìm hiểu. Mà em tìm nãy giờ chưa ra thôi. Đâu, câu nào mà làm khó học sinh bồi dưỡng đâu. Nè, hãy cho biết tên gọi của nhà nước tự chủ trong thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc ở nước ta. Anh hai biết không, anh hai chỉ em với. Câu này á hả? Tất nhiên là anh hai biết rồi. Ý của câu hỏi này á là trong thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc thì theo anh hai nhớ không lầm là từ thời kỳ An Dương Vương bị mất nước cho đến khi mà Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 978. Thì trong thời kỳ này đất nước ta không hề có quốc hiệu riêng, mà hầu hết là do các nước đô hộ phương Bắc đặt tên nước cho ta. Mãi cho đến khi mà Lý Bí xưng đế và lên ngôi thì đặt tên nước là Vạn Xuân. Vậy ý anh hai câu trả lời là nước Vạn Xuân hả? Ừ, đúng rồi đó. Thôi, học đi nha. Dạ. Tí nữa anh vô kiểm tra đó. Dạ, em biết rồi. Nè. Quý vị khán giả thân mến, Bình Phú được biết rằng câu chuyện về cuộc đời của vua Lý Nam Đế là một câu chuyện vô cùng ý nghĩa với nhiều tình tiết lý thú. Người ta biết đến Lý Nam Đế là tên hiệu sau khi ông lên làm vua. Tên thường gọi lúc đầu là Lý Bí. Ông là một hào trưởng được người dân kính trọng ở châu Cựu Đức. Lúc bấy giờ ở châu Cựu Đức có một hào trưởng được người dân kính trọng tên là Lý Bí. Dạ thưa đại nhân, bà con chúng tôi có một ít quà tặng ngài. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ bọn dân đen chúng tôi. Không có gì, lão hãy đứng lên đi. Cảm ơn lão. Khi làm quan cho nhà Lương, ông đã tận mắt chứng kiến cảnh cai trị tàn ác của quan lại phương Bắc đối với dân ta. Xin tha mạng cho tôi. Xin tha mạng cho tôi. Xin tha mạng cho tôi. Đừng bắt con tôi. Đừng bắt con tôi. Đừng bắt con tôi. Đừng lấy của tôi. Đừng lấy của tôi mà. Xin tha mạng cho tôi. Xin tha mạng cho tôi đi. Buồn chán và căm phẫn bọn giặc cướp nước, ông quyết định bỏ quan, về quê nghiền ngẫm binh thư, chiêu mộ nhân tài, mua sắm vũ khí, chống lại chính quyền đô hộ. Đến thời điểm thích hợp, ông tập hợp người dân giấy binh khởi nghĩa. Hỡi bà con, hơn 100 năm nay giặc Lương đã gây ra biết bao tội ác cho dân ta. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta đồng lòng đánh đuổi giặc Lương ra khỏi bờ cõi. Đánh đuổi giặc Lương. Tháng Giêng năm 542, Lý Bí phất cờ tiến quân,
ra lệnh cho các tướng lĩnh chia nhau để đánh các quận huyện. Trong vòng 3 tháng, quân địch đã thảm bại, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Châu Thành Long Biên, tức Bắc Ninh ngày nay. Chỉ là một tên hào trưởng tiểu tốt mà các ngươi cũng để thua sao? Hãy bổ sung thêm quân lính và nhanh chóng dẹp tan chúng. Nếu không thì hãy đem đầu của các ngươi về đây. Xin tuân lệnh đại vương. Sau khi ngăn chặn được cuộc phản công lần hai của quân đội nhà Lương, tháng 5 năm 543, Lý Bí đánh bại các đội quân xâm lược khác, giữ yên bờ cõi. Tháng Giêng năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân. Có thể nói đây là một trong những cái chính quyền nhà nước độc lập tự chủ của nước ta đầu tiên sau cái thời kỳ mà khởi nghĩa Hai Bà Trưng giành được thắng lợi. Tôi nói là đầu tiên bởi vì là đây là một trong những cái cuộc khởi nghĩa rất là đặc biệt. Lần thứ nhất chúng ta thấy rằng là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này đã xưng đế, Lý Nam Đế, tức là vị hoàng đế phương Nam của nước Nam họ Lý. Và rõ ràng cái việc làm này nó thể hiện một cái tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc rất là cao. Hay nói cái khác là một sự trưởng thành về ý thức dân tộc rất là lớn. Bởi vì chúng ta đã lấy cái phương Nam để chọi lại với phương Bắc. Và rõ ràng như thế có nghĩa là chúng ta đã phủ nhận cái quyền bá chủ của Trung Hoa. Mà lúc bây giờ người ta cứ xem như đó là một cái đặc quyền, độc quyền của họ. Thế thì cái việc mà Lý Nam Đế lên ngôi và đặt quốc hiệu là Vạn Xuân cũng cho chúng ta thấy rằng là cái ý thức dân tộc rất là cao rồi. Bởi vì Vạn Xuân tức là một cái sự trường tồn của dân tộc, một cái khát khao, một cái mong mỏi. Và rõ ràng đây là một cái ý thức dân tộc của người Việt Nam chúng ta. Sau khi lên ngôi, Lý Nam Đế bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng nhà nước. Ông cơ cấu triều đình thành hai bang Văn Võ, lấy Triệu Túc làm thái phó, Tinh Thiều đứng đầu bang Văn, Phạm Tu đứng đầu bang Võ. Cái bộ máy nhà nước của thời Lý Bí thực ra là nó chưa có cái gì là lớn, chưa phải là quy mô và cũng không thể nói là có một cái bước hoàn chỉnh nào đó. Nó còn mang tính sơ khai. Tuy nhiên ta thấy rằng là đã có được một cái cơ cấu tổ chức mà mới mẻ hơn rất nhiều so với thời kỳ của Hai Bà Trưng. Và có thể nói rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, người Việt Nam chúng ta đã thâu hóa và hình thành nên một cái thể chế, hay nói cái khác là thể hiện một cái thể chế chính trị mang tính chất là tinh thần quân chủ trung ương tập quyền mà từ trước đến lúc bây giờ chưa từng có. Không chỉ là các đặc quan lại mà còn có cả một cái cung điện, có cả một cái đài để mà họp triều thần. Rồi là nhà nước ta lúc bây giờ cho xây dựng một cái cung Vạn Thọ. Cung Vạn Thọ với cái từ Vạn Xuân, Vạn Thọ cho thấy rằng là một cái khát khao, một cái nguyện vọng và cái ý thức của dân tộc ta là muốn xây dựng một cái đất nước giàu mạnh và trường tồn. Và nhà nước đã cho tổ chức xây dựng một cái ngôi chùa với một cái tên rất đặc biệt, đó là chùa Khai Quốc. Khai Quốc tức là mở nước, có nghĩa là Lý Bí muốn khẳng định rằng đã cắm vào lịch sử dân tộc ta một cái mốc hết sức quan trọng. Đây là một cái sự khai mở của dân tộc Việt Nam. Trong số những công trình kể trên, hiện nay chỉ còn lại chùa Khai Quốc. Theo sử sách, ban đầu chùa Khai Quốc được xây dựng ở thôn Yên Hoa trên đường Yên Phụ, sau đó được di chuyển về vị trí Gò Đất bên Hồ Tây như vị trí ngày nay. Dưới thời vua Lê Thái Tông, chùa được đổi tên thành chùa An Quốc, và đến thời vua Lê Kính Tông thì đổi thành chùa Trấn Quốc. Chùa Trấn Quốc không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của người dân Hà Nội mà còn là một công trình gắn bó mật thiết với lịch sử Phật giáo Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, có thể nói sự ra đời của nhà nước tự chủ Vạn Xuân là một bước ngoặt lớn đối với lịch sử Việt Nam sau hơn 600 năm đấu tranh chống ách đô hộ của các thế lực phong kiến phương Bắc. Đồng thời, đây cũng là minh chứng hùng hồn cho ý chí tự cường tự chủ của dân tộc ta, là tiền đề quan trọng cổ vũ cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm ở các thế kỷ sau đó.
Và như thường lệ, để kết thúc chương trình kỳ này, chúng ta sẽ cùng đến với phần câu hỏi tương tác. Nhưng trước hết thì Vĩnh Phúc sẽ công bố tên vị khán giả đã trả lời chính xác câu hỏi tuần trước và may mắn nhận được phần quà từ chương trình. Trong chương trình Rạng Người Trang Sử Việt tuần trước, chúng tôi đã đưa ra câu hỏi là bà Triệu và anh trai Triệu Quốc Đạt chính thức phất cờ khởi nghĩa vào năm nào? Và câu trả lời chính xác là đáp án B, năm 248. Chương trình cũng xin chúc mừng bạn Phạm Quy Hồng Đăng ở địa chỉ 191A, đường 3 tháng 2, ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An đã có câu trả lời chính xác và may mắn nhận được giải thưởng của chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi của chương trình kỳ này. Các bạn hãy cho biết ngôi chùa Khai Quốc mà Lý Nam Đế đã xây dựng sau khi lên ngôi hiện nay có tên gọi là gì? A là chùa Trấn Quốc, B là chùa Lập Quốc. Quý vị khán giả hãy chọn đáp án đúng nhất và gửi về địa chỉ email rangnguoitrangsuviet@kkc.vn. Quý vị vui lòng để lại thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc. Và trong số các câu trả lời đúng thì chương trình sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một bạn may mắn và gửi tặng một phần thưởng của chương trình. Kết quả sẽ được công bố trong số phát sóng kế tiếp. Bây giờ thì Vĩnh Phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.